có ba cơ tay. Nhưng mô hình này nó ý tưởng của nó là nó đặt cho mình là cơ thái dương đỉnh. Cái ý nó vậy, cái cơ tay của mình không phát triển. Được chưa? Đứa nào muốn đủ cơ tay thì nó nói vậy là nó không đúng lắm. Em thấy ở đây có ba cơ, cái em nói từ tay trước, cơ tay sau, cơ tay trên là nó không đúng lắm. Cơ tay này không phát triển mà nó bám ở đâu? Cân trên. Sợ cho em gọi mình là gì? Cơ thái dương đỉnh. Được chưa? Còn cơ thái dương là nó bám sát xương. Nó bám đâu vậy? Cơ thái dương. Hố thái dương, hố thái dương. Được chưa? Cho nên có những cái mô hình mà cái cơ nó nằm nó mình dở hết trơn rồi, còn bộ đây thì đó là cơ thái dương, cái khác nha. Rồi dùng nào đó em đặt tên dùng đó thôi, chứ không gì trong mặt ở đâu mình đặt cái đó. Nó có hai loại phần má. Rồi cái này nó có hai thớ thớ môi trơn với lại cánh mũi. Bó nào người dán bó nào thì mình nói bó đó. Cơ nông rơi những cái mũi đó nó có hai bó ha. Có những mô hình nó làm có một cơ này, em chú ý giùm anh này. Có những mô hình này nó làm hai cơ ha. Cơ nông rơi cái mũi mình thấy cái này cơ ở vùng mũi mình đặt tên nó luôn cũng được, không sao. Rồi được chưa? Ngay góc miệng dưới hạ trên nâng thì mình cứ đặt tên đó. Đi ngang thì cười ha. Góc đi lên gò má là gò má lớn chẳng hạn ha, là dễ rồi, mình không bàn đây, người cứ mút vậy đó. Rồi này là chú ý mấy phần này mà anh ha. Rồi này là gì? Hạ góc miệng. Này gì? Rồi này gì? Rồi cái này là bốn cơ nhú, bốn cái này gì em? Nè. Cơ gò má bé. Lớn ở dưới bé, ở trên, được chưa? Hai bây giờ có một cái số mô hình, bây giờ em đưa cho anh cái mô hình kia đi, mô hình nó hơi lạ hơn này chút xíu đi, mô hình nó phong phú nè. Mô hình phong phú nè, đâu có mô hình nào giống mô hình nào đâu em, thấy không? À, chỉ biết một điều là cái gì lớn ở dưới bé ở trên đi cặp với nhau năm. Gò má lớn, đối chiếu này thế này nè, gò má lớn là cái gò má gì bé, gọi là cái này đi ngang đi ngang nông cười, sâu thì múc. Rồi ở sâu ngay góc nâng góc phía trên là nâng môi trên nè, thế là mình đối chiếu cái này nè. Rồi cho nên ở đây nó là bốn cho mình, tự nhiên là đã bốn này rồi này. Ức móng vai, mình nói thì dễ lắm, người ta nói ức móng vai móng thuộc lớp nào của toán cơ gì, tạo cho ta cái tam giác gì đó, từ học dùm đến thiết dùm đi nha. Rồi ức giáp, ức móng vai móng sâu là cái gì, giáp móng nha. Rồi cái này ức còn dùm, ức còn dùm người ta dán ở đầu nào thì mình nói đầu đó. Còn dán giữa thì nó cứ ức đòn, đầu chụm. Còn dán ở đầu này đầu ức, cứ ức đầu chụm. Rồi, nha. Bờ này là bờ sau, cứ ức đòn, đầu chụm. Bờ sau, bờ trước nó là đầu mặt cảnh. Cảnh gì? Cảnh chung. Chưa? Tới bờ trên sầu nghiền nó mới chia. Được chưa? Rồi. Cho nên một số nét em cần nắm cho vậy hay gọi cái đầu bờ sao của cái ức tròn chuẩn là đám rối cổ nông, làm nhiều cảm giác da dùng gì cổ, đám rối cổ nông là cảm giác da dùng cổ. Em coi cái hướng đi giùm anh nha, cái hướng đi nha, thoát ra ở bờ sao nguyên cái này là đám rối cổ nông, nó đi về phía cái tay lớn, dãy tay là tay lớn. Cái này mất cái lỗ tai nghe, mất cái dịch dành tai đó, ngắn theo nghiên kiếm dụng nha, bị đa nữa nghe. Tai lớn người ta chập nhỏ, ở cổ nó đi ngang, kinh ngang cổ, thần kinh này phía trên xương đòn, trên đòn, rồi đọc tên dùng. Khi không có từ đám rối cổ nông mà từng cộng một của nó, đám rối cổ nông có mấy loại nhánh. Em thấy đi phía trên xương đòn đặt tên dùm anh. Trên đòn. Em thấy nó đi ngang. Cổ đi lên về cái tay, giá tay, tay lớn, tài lớn. Đi về chậm nhỏ. Rồi tất cả những cái này nữa là cái thoát ra ở
học vào trước tôi sẽ đi đi thực tập, anh gọi là nhịp bảy có 5 nhánh thì nó học ở hệ thần kinh sau nha, 5 nhánh để cảm để dẫn động cơ bắp dạng cho mình rồi số em cần 5 nhánh để như thế thôi rồi từ bài dùng nha.